mắm Color Man đậm đà hương vị truyền thống. Kính chào quý vị các bạn. Hôm nay là sáng ngày 31 tháng 5. Thì như quý vị các bạn cũng biết rồi, bắt đầu từ 0 giờ tối hôm qua tới 12 giờ đêm qua 29 và giáp 30 và 31 tháng 5 thì thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức là phải giãn cách rồi. Bởi vì tình hình diễn biến rất là phức tạp. Đã có chỉ thị yêu cầu giãn cách 15 ngày của Ủy ban nhân dân phố, thì chắc có lẽ là bắt đầu từ hôm nay giờ ở nhà, coi như ở nhà liên khúc luôn, mà cũng biết quay cái gì để cho bà con của bác xem. Làm bản thân mình cũng vậy, mình thật sự là đây là mùa thứ tư rồi, và như quý vị các bạn cũng biết là tất cả chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ mà hơn một năm rồi. Đó, từ năm ngoái mình nhớ là vừa sau Tết là tới bây giờ luôn, tới ngày hôm nay thì thật sự là một năm mấy tháng rồi. Và chúng ta đã trải qua bốn mùa dịch thật sự là rất là nan giải. Đó. Nhưng mà cùng với nhau thì chúng ta đã vượt qua. Tới giờ này vẫn rất kiên cường. Và bây giờ thì lại tiếp tục là một cái tình huống đang rất là phức tạp mới. Nhưng mà mình tin rằng là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung sẽ vượt qua. Có lẽ mình sẽ bây giờ không biết làm gì chắc. Mình từ 15 ngày, mỗi ngày mình sẽ làm một hai tập để gọi là nhật ký Covid, để mình ghi lại một cái khoảng thời gian mà thực sự là rất là căng thẳng, không chỉ với Coleman mà với tất cả mọi người. Bản thân mình bây giờ cũng không biết là doanh nghiệp mình nó sẽ phải trụ như thế nào với gần 800-900 nhân sự hiện tại. Thì ngày hôm qua bà con của bác cũng đã xem cái video Coleman đi giao cơm tấm rồi. Hôm nay giờ chắc cũng tiếp tục giao cơm tấm với gà nữa thôi, chứ cũng sáng giao cơm tấm với gà, trưa về nhà ăn cơm xong chiều tối nghỉ ngơi giúp đọc sách, rồi tối là bắt đầu bán hàng online. Chắc là 15 ngày tới là sẽ như vậy. Nhưng mà thôi thì biết là nội dung cũng hơi chán bà con, nhưng mà thôi có gì ghi hình đó cho bà con của bác cũng cùng xem, rồi cũng cùng chia sẻ, cùng thông hiểu đó, tất cả chúng ta trong cái mùa này chúng ta phải chiến đấu như thế nào. Hôm nay có đơn gì không con? Rồi, giờ mình cô đi hả? Giờ hôm nay chú thất nghiệp luôn á hả? Dạ. Con đó. Còn một cái đơn giao nước mắm với nước tương. Đơn giao nước mắm nước tương hả? À. Ba thùng ấy. Ba thùng hả? Dạ. Ồ. Đây là bạn Duy, là dạ tổng quản lý của Coleman Kitchen đó. Ở đây là tất cả các bạn ở Coleman Kitchen, giờ là thầy trò coi như là từ trên xuống dưới. Dạ, đi giao, chia nhau đi giao. Ủa, mua ba thùng luôn hả? Dạ. Khách này lúc sáng mua 10 thùng mì gói. Ở đâu? Ở địa chỉ ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Ở Tân Định, 22 Tân Định. Đào Tất vậy. Dạ. Ở Tân Định hả? Rồi dạ. Ok. Dạ. Đừng nói địa chỉ nha, nói địa chỉ thì tâm. Rồi ok. Dạ. Ở Tân Định. Khách này khách quen hay khách lạ vậy? Khách quen anh ơi. Ồ, khách quen hả? Dạ, khách quen. Ừ. Dạ. Quen luôn hả? Họ mua, họ mua nhiều không? Mua nhiều anh. Lúc sáng mua vừa cơm tấm mà vừa mì gói. À. Dạ. Mua mì gói. 10 thùng mì gói luôn. Dạ. Em mới trở về luôn. Dạ. Dạ bà con cô bác yên tâm nha, cái mùa này thật ra thì nếu mà đi các cái siêu thị thì hôm qua mình thấy mấy cái hình trên ấy cũng ghê quá, bà con cô bác tập trung đông quá trời đông luôn, mà mùa này nên là đặt hàng từ xa đi, rồi đội ngũ của Coleman sẽ ship đến tận nơi cho quý vị các bạn nha. Các cửa hàng food mart ở trên toàn quốc của Coleman cũng vẫn phục vụ. Dạ, nhưng mà vì cái cửa hàng mình nhỏ cho nên cũng dễ kiểm soát hơn, còn một số cái siêu thị lớn mình thấy cũng rất là hơi lo đó. Nên bà con cô bác cứ ở yên tại chỗ, chỉ cần bóc máy lên gọi điện thoại đó, cho các cái số điện thoại hotline của Coleman, dù đặt cơm thì gọi 08-222-888-39, đặt gà thì 18-000-888-39, còn mà đặt mua nước tương, nước mắm vân vân thì bà con cô bác có thể gọi 18-000-234-539. Đó, cả ba số này đều liên thông với nhau, nên bà con cô bác gọi số nào thì sẽ đội ngũ Coleman giao tới tận nơi nha. Rồi, lên luôn. Trời ơi, sao nó không nhường tôi chai nước tương, cái thùng nước tương mà nó cho tôi cái thùng này. Cái chìa khóa này nó văng ra ngoài. Thôi để anh. Còn thiếu thùng tương ớt anh ơi. Tương ớt hả? Vậy giờ đi quanh kia lấy hả? Dạ. Qua đâu? Qua quận 7 hay là qua bên... Dạ, qua quận 7 ạ.
Ồ. Để gọi bên kia là dạ. Qua Long An bên lại. Trời ơi, tụi nhỏ lớn thì tôi nói thiệt luôn, chưa bao giờ mà tôi chở hàng kiểu này lên, cho nên là tôi không biết làm sao cho nó chắc chắn nè. Được không anh? Chắc cú không nha, chạy nửa chừng mà rớt nguyên thùng nước mắm thì chết tôi luôn á. Chắc không? Rồi. Còn thêm thùng kia bỏ vô đây. Em bỏ cái thùng này qua bên anh không nha. Để em lấy thùng tương ớt nha. Thôi lát tương ớt đi. À, rồi. Xem cho anh cái thùng tương ớt cho nó nhỏ thì lấy cái thùng bự tôi chở tôi nặng tới ba đâu. Rồi go. Rồi nhật ký của Vi bắt đầu ngày đầu tiên 31 tháng 5 năm 2021. Vô quá Lâm Văn Bên hả? Dạ, chào bà con cô bác. Bây giờ thì con Lâm Văn sẽ chạy qua số 76, 78 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Ủa không phải phường Tân Thuận Đông, xin lỗi, phường Tân Kiển. Ở đó có một cái cửa hàng Coleman Food Mart bên đó. Ô, con kia nó chạy nha, đường nào nha, nhanh vậy trời. Thôi mình đi đường này đi. Có nhiều khi là các bạn cứ nghĩ là ông này ông bày trò. Dạ tôi nói thật sự cho thưa bà con cô bác luôn là cuộc đời của mình sợ nhất là thất nghiệp. À, mình nhớ là hồi cái thời niên thiếu của mình có một cái giai đoạn mình thất nghiệp khoảng 2 năm trời. Không phải thời niên thiếu nữa mà cái thời thanh niên á, khoảng cái độ tuổi 22, 23 tuổi á. Rồi thất nghiệp mà 2 năm trời. Không biết làm gì luôn, sáng ra chiều rồi, cứ sáng ra là trưa 10 giờ sáng là đi nhậu rồi. Đó, bạn bè cứ vậy rồi đang đứng với nhau mà không 2, 3 năm trời không có làm gì luôn. Cái cảm giác nó thật sự là kinh khủng lắm luôn á. Ở đây là Coleman Food Mart ở Lâm Văn Bền, số 76, 78 Lâm Văn Bền, phường đây Tân Thuận Tây hay Tân Kiển vậy ta? Dạ, Tân Kiển, bên này Tân Kiển. À, bên này là Tân Kiển, phía bên kia đường là Tân Thuận Tây. Lấy thêm thùng ấy đó hả? Dạ, tôi nữa. Dạ. Ủa, ở đây có mắm chưng không con? Dạ, có. Dạ, có. Ừ, để chú lấy chú tặng cho khách hàng luôn á. Còn hả con? Sao ít vậy? Chết chờ khách mua nhiều thì lấy về nhiều chứ. Trời ơi. Trời ơi, hàng chưa về kịp luôn, hết hàng là mắm cá linh chưng nè bà con. Thôi chú lấy hai này để chú tặng cho khách đi. Dạ. Cá có cá linh hò. Vậy thôi để chú lấy chú tặng cho họ mọi thứ mòm món đi. Rồi, cá linh không mía. Cá mè vinh kho lạc. Rồi. Trời ơi, còn khách mình tính lấy một thùng về bây giờ hả? Nhà chú ăn hết sạch luôn rồi nè. Chắc mấy chỗ khác còn hả? Dạ, không biết. Dạ còn. Mấy chỗ khác thì còn. Còn dạ, chỗ. Chú cứ lấy đi chú rồi từ sau thì con về hàng. Trời ơi, lỡ khách hỏi như mua sao? Vậy thôi chú lấy hết ở hai hũ đi. Để con còn món. Nha, cái này của chú, còn cái này của khách chú tặng cho khách ba cái hũ này rồi. Rồi, lên hàng. Ồ, có chai thuốc xịt mũi không ta? Có chai thuốc xịt mũi của Nga Sà Chua. Chú lấy là có tính tiền luôn. Tính chứ. Trời, cái này của chú riêng, đừng đụng vô phim bill của anh Duy mất công rồi. Tụ tập đông người. Giờ này chắc nó chưa dậy đâu. Ừ Nga ơi, dạ, mấy cái chai xịt mũi của em ở đâu á, anh đang có một khách họ mua rất là nhiều đồ bên
bên Food nè, anh tính tặng họ nè. À dạ, em để ở 177 ạ, dạ anh đang đâu em chạy qua. Không không, anh đang quận 7, anh chạy qua bên Tân Định á. Dạ, à vậy thì để em chuyển hàng qua Tân Định. Không, bây giờ có Tân Định không, anh ghé ngay chỗ Food Mart Tân Định anh lấy, em cho anh một chai đi. Dạ một chai thôi ạ. Tại vì em mang hàng sang 177 để em đóng hàng cho lẻ nên nó đang ở 177. Tối qua em mới nhập thêm. Bây giờ anh không biết nói ra nhanh nè, anh đi anh tặng cách là gương nói nhiều quá. Dạ dạ. Dạ vậy em mang qua 177 cho anh. Anh không qua 177. Bây giờ anh dạy anh giao hàng cho khách ở bên Tân Định hiểu không? Dạ dạ dạ, em mang qua đó cho anh. Ừ thì thôi em giờ em cho anh là chạy ra ngay Tân Định, anh từ quận 7 anh qua Tân Định. Dạ dạ dạ. Rồi thì em có cái gì đó thì thôi chắc anh mua cho em một chai gì đó. Himasot gì đó. Dạ dạ, người lớn nha anh. Thôi một chai con nít á. Nít dạ. Người lớn cũng xịt được luôn. Dạ dạ. Chứ mua hai chai nên lỗ vốn sao, tối nay tao tặng khách tùm lum hết rồi. Dạ. Nhanh nha, anh đi ngang qua đó, anh không thấy em là thôi đó, anh bye bye em luôn á. Dạ, tranh thủ để tao quảng bá cho sản phẩm cho dùm. Không chịu. Có gì bán hàng chán quá phải không bà con cô bác. Ừ. Dạ dạ. Rồi. Này tương ớt nè. Cái này tương ớt của khách dạ. Đây, khách mua một thùng tương ớt luôn hả? Dạ, tôi tặng cà phê với nước mắm nữa. À vậy hả? Rồi, vậy thôi cái này để anh ra đây nè, đó, khách VIP dễ sợ khách mua kìa. Thôi cái này, cái này nhẹ nè, để cho anh Duy anh chở đi. Rồi. Cái nhẹ. Cái này của chú đó chú. Con tách ra riêng, trời ơi. Dạ, tách ra làm hai chú. Cái nào của cái này, cái hai cái hũ này của chú, hai hũ mắm chân của chú, còn cái này là của khách, dạ. Rồi. Rồi, ok. Cái này chú bỏ vô cất, chú cất của chú thôi. Cái này của khách. Rồi, bao nhiêu tiền? Dạ, 262.000. Rồi, để chú thanh toán luôn cho nó xong. Rồi, bà con bán ở quận 7 có thể ghé đây ủng hộ Calamen nha. 76-78 Lâm Văn Bền. Dạ, phường Tân Kiển, quận 7. Dạ, cửa hàng Calamen vẫn phục vụ. Nhưng mà bà con mình đến lai rai thôi, mình đến... chứ vô ào cái mua giống như mấy cái siêu thị lớn kia là chết luôn á. Bây giờ mình chạy qua bên chỗ Nguyễn Hữu Cầu đi để lấy cái chai thuốc xịt cái mũi tặng cho ta luôn. À, lại con đường quen thuộc. Đúng là những ngày này đi ra trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh mình ở Sài Gòn mình thấy là nó thân thương, nó mới thấy là nhiều khi mình sống ở đây mấy chục năm rồi mình ít có để ý. Sài Gòn tôi yêu. Đây là những cái hình ảnh trước mắt quý vị các bạn, là những hình ảnh rất quen thuộc về Sài Gòn tôi yêu, thành phố tôi yêu. Ở phía bên tay phải là bà con thấy các cái tòa nhà nhìn giống y như là không khác gì Hồng Kông tương lai, Hồng Kông hay là những Hồng Kông Thượng Hải đó bà con ha.
Để trên đường mình đi ngang chỗ khu vực quận 4, các ngã tư mình thấy có một số các anh, các anh công an nè, rồi các anh dân quân đang đứng ở các cái chốt ngã tư để hướng dẫn cho bà con cô bác đi. Và mình nghĩ rằng đó là những cái khu vực mà có lẽ là đang có cách ly hay đang có những cái nguy cơ cao. Thấy giữa trời nắng mà thấy các anh đứng thấy thương dễ sợ luôn. Dạ, cảm ơn các anh, các chiến sĩ công an và dân quân tự vệ nhé. Ủa, ở đây còn mắm chân không con? Dạ, mắm cá linh chân không chú? Ừ. Là mắm cô linh vậy? Mắm cá linh chân dạ, á. Dạ, còn nhiều không con? Dạ, cũng nhiều. Cũng nhiều hả? Ủa, sao bên kia hết rồi? Dạ, đây mắm cá linh chân đây, món này đang hot lắm nè bà con. Ủa, mà cái cửa hàng bên kia là hết sạch. À, bên đây thì còn... Ở đây còn trong kho nhiều không con? Ồ, vậy còn ít quá rồi, đâu có còn nhiều đâu. Nãy chú mua kia 2 hũ rồi. Ở đây đủ hết nha bà con cô bác. Nước mắm nước tương ở đây, Nguyễn Hữu Cầu 53 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận Nhất, là một trạm nữa của Coleman Food Mart nha. Bà con cô bác nhớ ghé ủng hộ nghén. Dạ. Và không, ở đây không cần chen lấn. Tại vì mà mini mart nó nhỏ, bà con cô bác đến thay phiên nhau đến mua được rồi. Mì gói chắc mấy bên này bán được không mà? Dạ. Dạ. Mì gói còn hàng không vậy? Dạ, mì gói còn mười mấy thùng. Mười mấy thùng rồi phải kêu bổ sung vô gấp á, người ta vô người ta mua nhiều lắm. Dạ. Dạ, hôm nay có mấy sản phẩm mới nè, tranh thủ chờ dạ. Nga xoài chua tới đây, canh dưỡng sinh rong biển nha bà con. Dạ, 47.000. Đó, canh dưỡng sinh rong biển 47.000, cái này mình chưa ăn, bữa nào mình chắc hôm nay mình sẽ phải review. Còn ghé mỗi chỗ mua ủng hộ nó một chút đi. Vui đi. Rồi thôi lấy chú hai hộp này đi con. Mua về ăn review. À trời. Cái nước này hôm bữa nè phải không? Ủa nước này uống ngon lắm nè. Cái nước soda. Cái này soda có ga của Hàn Quốc nè. Cái này là soda dưa hấu. À soda dưa lưới. Dưa hấu. Dưa lưới với xoài. Cái này đây có nhiều không con? Đây nhiều à. Đây nhiều à. Cái này trong kho còn tới 72 lọ. Mỗi loại 72 lần. 72 hả? Dạ. Cái này 25.000 nhờ một ấy đúng không? 25.000 một lon đúng không? Ờ chú con lấy chú này thùng đi. Cứ chở về luôn. Trả tiền nha. Đúng này đi, để lấy cho. Rồi đúng rồi. Rồi trao cục rồi khỏi nói luôn. Dạ 27.000 đồng một 27.000 đồng một hũ nha bà con cô bác. Đó. Rồi trao này chín rồi, nổi lên rồi. Dạ trao cũng sắp hết luôn rồi. Đó. 27.000. Rồi còn thưa, kính thưa bà con, nghe cháo dưỡng sinh yến mạch. Đó, ngày hôm qua mình bị tiêu chảy. Coi như là tiêu chảy cấp luôn, coi như là nguyên ngày nằm liệt giường luôn. Là Coleman làm sáng làm gói, sáng làm một ly, chiều làm một ly, 15.000 một gói một ly như thế này. Rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của giãn cách tại thành phố Hồ Chí Minh và đây là lại tiếp tục là một tập mở màn của nhật ký Covid mùa thứ tư. Rồi, bà con các bác chờ các bạn chút xí nha. Rồi như đây một tô. Em mua một thùng hai loại hay hơn á. Ừ, thùng. Có biết nữa à, một thùng như vậy là 15 gói hai loại. Dạ, dạ lấy cái đó tiện hơn á. Dạ. Thùng hai. Mình lấy một thùng như vậy, thùng hai loại là 30 gói. Lấy thùng này là 30 gói ha anh. Dạ, dạ. Lấy thùng này thùng kia. Đó, một thùng 30 gói rồi. Mình lấy mình ăn thử đã, ăn thử đi, lấy ăn thử nữa được. Giùm hai người kia nữa. Hai người kia hả? Vậy thôi làm hai thùng mix, ví dụ chị mua về cho cái bên kia một thùng.
Không, tại vì hai thùng, hai thùng mix, thùng này thùng kia. Tại vì cái sợ có nhiều người không ăn chua cay được á thì họ ăn cái này. Dạ. Với lại có cái này hay nè, cái này giới thiệu sắp hết hàng rồi. Mắm cá linh chưng. Super ngon luôn, anh mới hôm bữa giờ mới ăn thử nè. Cái này mình ăn với cơm trắng với lại dưa leo á, mình chưng bỏ vô cái cách thủy hoặc là chưng. Thử đi thử thiệt. Nó là mắm là cá mè Vinh kho lạc, mấy sản phẩm ở An Giang á, ngon lắm. Nhưng mà cái này dễ ăn nhất. Còn cá linh kho mía là mấy cái này cứ đổ ra mình làm nóng, cái mình cứ cơm nóng với lại dưa leo với lại rau thơm á để vô. Thấy chưa? Thấy chú bán hàng giỏi không? Trà gừng, cà phê hoa tan. Cà phê hoa tan thì bên ở đâu rồi? Cái này là dành cho người tiểu đường, kiêng đường, cà phê gốc cây. Còn cái trà gừng. Còn cà phê hoa tan nằm đâu con? À bên đây chị. Đây nè. Đây có cà phê này bạc xỉu, này cà phê sữa đá. Ở nhà nó đang giảm giá 10% hả? Này trà sữa, này đen đá, này khoai môn, này sữa dừa. Hai cái này là bán coi như xuất và chạy luôn. Cái này ít sữa hả? Cà phê sữa ít sữa, lấy cái này sữa đá nè. Cái này 6-8 ngàn. Nhiều sữa phải không? Ok. Cái này uống, à, uống khoai môn chưa? Chưa phải không? Trời ơi, uống đi. Thử đi. Vô thì thử này thích nào cũng mua. Để thử mình mua cái nhỏ rồi nè. Cái này có bán lẻ không con? Ồ, có bán lẻ luôn nè. Ồ. Thôi để cô tự lựa. Ừ, thử đi, thử. Thử mỗi thứ một chút cho nó. Cái đó sữa dừa. Hai cái đó là hàng top á. Super. Chưa ăn chao Colomen đúng không? Ăn chao chưa? Ồ vậy hả? Chao ngon ha? Ngon. Giãn cách. Rồi đi đâu cũng nghe từ giãn cách nghe nó buồn cái gì đâu. Đã rầu thúi ruột luôn bà con. Xe dắt xe cho khách kìa. Không phải hả? Ở bên cạnh ha, tưởng sao gần khách mình. Dạ mình là comment vậy giống như cái máy bà con hãy thấy khách là mừng còn hơn là gì. Mình không biết làm sao á, đối với mình là khách hàng là trên hết. Nên khách muốn gì là chịu đó. Không la lối gì hết cho nên là mỗi lần bán hàng hay bị mấy đứa nhỏ là trời sao chú cái gì chú tặng thì sao làm ăn gì được. Rồi sao có lời nữa trời. Lời thì bán lấy nếu mà không lời ấy thì mình bán số lượng lớn thì thôi số lượng lớn lợi ít mà số lượng lớn đúng không bà con? Cháo yến mạch. Dưa, không biết dưa. Không biết dưa lưới hả? Không biết ăn á. Trời ơi trời. Rồi rồi đây. Dạ em có mang dưa. Anh tặng một cái. Thôi thôi thằng. Dạ. Cái gì đây? Hay massage em bé. Đi massage hả? Dạ. À cái này dạ đây cái thuốc xịt mũi mà hôm bữa giờ đã Colomen. Nè bà con cô bác. Đó, à, cái này 88. Này loại người lớn, cái này loại con. Thôi chắc tặng người ta một đi. Dạ. Anh tặng người ta cái kia thôi, tặng dạ, nít dạ. Thì người lớn xài cũng được. Dạ dạ. Em ăn vô để anh có. Rồi thôi tặng chị này đi, hai anh chị này có duyên mình nè. Em cho anh chị. Em gửi tặng cái này về xịt mũi kháng khuẩn. Dạ. Cái đó 55 này 88. Rồi, thôi giờ bỏ cái này đi. Ở thôi anh đi nha. Ừ. Đi giao luôn chứ giờ để khách chờ đây nè. Cảm ơn hai người nha. Cái đó xịt ngày 3 lần á. Nó rửa rồi lại nó kháng viêm, kháng khuẩn là tốt lắm á. Ừ. Trời ơi cuối cùng đi giao mà cuối cùng tôi còn nhiều hơn đồ của người ta nữa là sao? Dắt mình lùi ra thôi là chú tự chạy. Hả? Nói anh bỏ đây. Đây quà tặng.
Rồi, go, go, go. Bye bye nha, xà chua. Bán hàng chậm lụt quá. Dạ, giờ tới giao xong rồi tài cho khách hàng một món quà bất ngờ. Nè, 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 địa chỉ nha. Dạ, dạ, dạ. Không có địa chỉ luôn. Đứng xa xa thôi. Quà tặng bất ngờ. Dạ cũng không có cái gì mà quà của Coleman, cũng không có gì đặc biệt hết bà con cô bác. Cũng có chỉ có mấy đồ ăn thôi là tặng thêm. Dạ đây là mắm cá linh chưng. Súp bà ngon 54.000. Cá mè Vinh kho lạc 50.000. Dạ tranh thủ ít phút dành cho quảng cáo cá linh có miếng 50.000. Nhưng mà cái này mới quý nè nha, cái này giữ nè. Dạ Himasol thuốc để xịt mũi kháng viêm kháng khuẩn, và đây là một cái sản phẩm mùa dịch cực kỳ tốt nha bà con. 88.000 của Nga xoài chua và bạc Hoàng Anh bưởi ngọt. Vô luôn. Dạ đây anh. Dạ đây có phần quà. Hả à, anh không 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 anh thử thêm không đây nè, có mấy cái mắm chưng rồi với lại cái chai này để xịt mũi nha. Dạ, cái này xịt mũi kháng khuẩn ngày ba lần. À, rồi để nhà mới xịt thử. Anh cảm ơn nghe. Không nghe nói khách hàng ruột có mua quá trời luôn, tranh thủ vậy. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Dạ, vậy là vui rồi bà con ơi. Rồi. Như vậy là hôm nay là dạ xong một tập đầu tiên của nhật ký COVID. Hôm nay sáng trưa ngày 31 tháng 5 năm 2021. Dạ, chiều là từ giờ tới chiều có gì vui vui nữa thì sẽ quay thêm cho bà con coi nha. Dạ, rồi xong vui. Chính thức chuyển nghề làm shipper. Dạ bà con cô bác nhớ nha, gọi gà để đặt hàng thì bà con cô bác gọi 1800 1800 888 39. Còn gọi cơm thì 0822288839. Dạ. Còn gọi nước mắm nước tương thì 1800234539. Dạ, cả ba số này đều hoạt động. Dạ, còn nếu bà con cô bác mà muốn gọi gì thuốc xịt mũi kháng khuẩn cho Nga xoài chua với Hoàng Anh bưởi ngọt thì 0800 0800 888 55. Ý 1800 1800 888 55. Dạ dạ cô. Dạ trời ơi mua bánh mì quá trời luôn. Dạ rồi xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng ủng hộ cho Coleman và anh em nha. Dạ mùa này giờ làm gì cũng vui hết. Dạ đâu có vui anh. Cảm ơn anh mới đúng. Dạ anh giới thiệu thêm giùm. Đi luôn. Về luôn. Về kitchen luôn. We'll be right back.
and Fire, gà đốt new. Liên hệ ngay 1800 088 839. Yeah!